đây mà xuống tới dưới mà Là cái ao cá nó lớn cỡ bao nhiêu, cỡ mấy? mình không có biết, nhưng mà chắc là ao cá chắc lớn. À, Ừ. ghê ha. Ông mần cả hồi đó tới bây giờ lận, chứ không phải ông mới mần đây, ông mần lâu dữ lắm rồi. Hút vô rồi cỡ bao nhiêu thời gian rồi mình mới lôi ổng ra được ta? Chắc lâu lắm hả cô? Trời ơi chắc lâu lâu ra không có được, À, tại vì nước nó chảy mạnh quá ha. nào không có lôi được, rồi nước cạn nè, nước đứng đứng ha, mấy là ra được, Trời ơi, sợ kéo quá sợ đứt cổng, cũng như là mình mà kéo mạnh quá kéo qua sợ đứt làm hai, trời ơi, sợ trời đứt biết không, thấy thấy ghê vậy. rồi mới để cho nước đứng đứng này nè, rồi mới Tí La Cà Lâm chào mọi người và các bạn nha. Thì mà các bạn ơi, thì hôm nay đó các bạn, thì Tí La Cà Lâm bạn thì cũng mới nghe một cái thông tin, thì có một người đàn ông đã qua đời nha, đã bị một cái người qua đời đó ở chân cái mương Cá Dồ nha. Thì người đàn ông đó đó bạn thì ở cái chân chỗ là xã Đồng Phú, huyện Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long nha. Thì sự việc như thế nào và Tí La Cà Lâm sẽ mời các bạn hãy cùng với Tí La hãy vào bên trong thì sẽ nghe những người dân kể lại sự việc người đàn ông qua đời như thế nào cho bạn cùng nghe nha. Thì bây giờ đó bạn, thì bây giờ là Tí La Cà Lâm là đi bằng ghe, là đi ra ở ngay chỗ đó để Tí La sẽ hỏi những người dân. Bây giờ các bạn thấy là đang đi mà trời mưa quá trời mưa luôn nè, mưa không thể ta nổi luôn, đi trên cái con sông này cũng bự chà bá nha. Hai người kia ba người kia lên được, rồi sao nó lên không được, rồi sao thấy lâu quá lậu xuống, cũng như lậu xuống nó còn ấy, nó còn giới, nó còn giới là cuốn đó mà kéo không được, nó kéo ra không được, kéo ra không được, vô cầm hả ta. Nghe nói là cái mặt cam ở trong ấy là bằng sắt gì đó mà cong luôn á, tại vì nghe nó hút vô, rút vô mà cong luôn á, rồi kéo qua không được nó không. Mà lọt vô bọng còn nằm ngoài. Lọt vô trong. Lọt vô trong luôn hả? Vậy là còn cái tay vô cái gì nè. Hả? Nghe nói là như cái lưng vô trước. Cái lưng vô trước phải nó cái áo gì nè. Ông bọng gì con? Cái phải không? Ai biết. Mày hỏi cái thằng cái mặt cam á có hư không á? Lại cong luôn. Lại cong mặt cam luôn. Nó vậy đó, cái thằng em á nó làm xuống nó kéo. Hồi khi hồi mới á thì mấy công đoàn lại đông lắm, xuống kéo là nó còn dơ, nó cú lạnh như dối là cứ cú mà kéo không nổi, không có ra nổi, cái tay nó còn ấy còn sống mà kéo không nổi, rồi tới chừng ấy là nó chết là cây bị ra không được, nó bị vướng cái lưng hải, nó khơm làm sao đưa cái đầu vậy nè, mà nó khơm vô cứng ngắc nè, vướng cái lưng dò vậy nè cứng ngắc chuyện ra biết họ sao nó cạn sao ra đó. Nhìn thấy nghe nói rồi mà không sao mấy giờ không ai hả? Cái ông mới dép cá hả? Có cá hả? Thì nào bắt đầu lên mấy ông ấy bảo lên mà thôi. Tôi đâu dậy nữa chứ ông ấy không làm. Đó hôm qua chưa? Hả? Hồi đó hôm qua chưa? Đứng ở đâu này hả? Đứng xem bếp cá cho nó ăn. Ao bột ông cho ăn ao bột xong ông tính xuống kéo xong rồi về là chưa ông mới đạp đi chợ thôi rồi rút tiền về trả bên công đoàn này. Là kêu nó. Đúng không? Biết sao không? Tại tôi nghĩ là kêu bỏ đi. Mà nó kéo không chịu đợi xuống nha, cho nên là nó trốn được giống như là cái tấm bạc biết không, nó bị gãy dễ tên kéo không có ra, ông phải nằm xuống dưới, ba kêu bỏ đi, bỏ nó tiền nó kéo bỏ luôn, kêu là bỏ luôn á, bỏ luôn chứ không làm cái gì vậy, bỏ luôn chứ mình không làm cái gì nha. Mương đó sâu dữ không chị? Đâu có ao cá mà. Sâu không? Sâu không? Đâu. Còn ngoài nữa không? Nó quất ngoài cái hồng ngoại. Cái bông bằng cái đường hầm đúng thêm nữa không vậy? Trời trời. Có ba thứ không? Có ba thứ không? Dính chưa? Xuống tới dưới là cũng hết rồi đó. Chưa mò tôm được. Rồi sao dám sâu dữ lắm. Nó ngọt ở dưới chết luôn. Lặn nó kéo ra. Cấp tích lặn là chụp nó vô, cấp đầu hút vô. Nó bị gãy, nó kẹt cho giờ ba thằng nó nhìn nữa.
sao thở lặn lại mới đem lên được á. Mình cứ đứng mình nặng xuống mình bơi động tay á, không có lôi ra được. Cái chết cái bạn trong bạn hết chưa mà hết tầm cái gì á, thở lặn nó cái chạm máy nó lâu nó mới gỡ ra được. Có máy đạp rồi hai không không hai cái thằng nó không cần máy luôn. Nó lặn xuống nó hai thằng nó lặn một hơi nữa không, nó xuống chỗ đầu đứng lên xuống rồi nữa mình kéo lại kéo lại không nó lặn nó chim hai thằng nó vô trong ngay cống nó nâng về nó đập bứt nó liền đó chứ mày đâu nơi là cái bực lên luôn á. Ủa đúng rồi đó, cái này đủ luôn rồi mà đủ luôn rồi. Mày bên đây trả lại cho tôi cái bài đó, cái tàu sát nữa, tàu sát nữa hả? Ai biết nó đầu xét giải này cái lần nó có bảy chuồng vậy này là nó có chứ có chú ăn nữa mà tại vì nước nước của nó mạnh của nó ép á tôi ăn là có 1 năm bao nha đắp chuồng nó ép mà tao mới bày đi này tôi này cái tôi này cái tôi sát là đang chụp rồi gần nửa năm chụp rồi được rồi đi ăn nữa. Ủa gì anh à, để lại tao ăn cái gì không? Dưới ruộng là hình nó là bữa nay đem điện thoại theo luôn rồi trời. Mới chết mà ăn gì không? Mấy kia mới chỗ hả? Gặp thương gì không? Không biết nha. Nó hút vô rồi, nó vô nó cả rồi đó. Nó hút rồi nó ra không được, để nó coi bỏ nó nữa. Bỏ nước nó luôn chết. Gặp chết luôn. Giàu dám nó ăn đi, còn mình nghèo để mình chết được rồi ha. Đám này bên kia là bao hết mà. Lấy cái sao bảo bao nó toàn mở nhà đó này có năm mấy phải không? 54 tôi nhà nó ở đâu đây phải không? Đây là nhà đảo bằng gì á? Cái nhà ở đây phải không? Cái nhà chết đây phải không? Biết đủ tiền lắm. Bọng hay là cái gì cứ hút vô mà hai người lớn, một người thì nổi lên là nhưng mà phía sau ngoài kia là ở ngoài đâu, ở ngoài cái ao đó đó, nhưng mà phía bên kia chứ không phải phía bên đây à, phía bên kia dạ. Bọng ở ngoài bên kia rồi mới hút bọng vô là tôi đổ dắt giờ đây nè, ở 7-8 giờ mà 10 giờ mới lấy lên được. Ghê vậy trời, 10 giờ mới đem vô nhà đó là lặn xuống. Ủa? Lặn xuống mấy người? Hai người, nhưng mà mỗi thêm một người à. Là ổng bị hút vô, là nước nó chảy mạnh quá là của nó hút vô luôn ha. Chắc vậy, tôi đổ dắt tháng nè là còn nước đây nè. Trời ơi, là phía ngoài kia tôi đổ phía ngoài chứ không phải trong ao. Dạ. Là nhiều khi xả nước vô á. Dạ. Ừ. Ghê trời. Vậy là cái mương nó chắc bự lắm. Ao cá của người ta mà à, ao cá từ đây mà xuống tới dưới mà. Là cái ao cá đó lớn cỡ bao nhiêu không? Cỡ mình không có biết, nhưng mà chắc là ao cá chắc lớn à. Ừ. Ghê ha. Ông mần từ hồi đó tới bây giờ lận, chứ không phải ông mới mần đây. Ông mần lâu dữ lắm rồi. Hút vô rồi cỡ bao nhiêu thời gian rồi mình mới lôi ổng ra được ta? Chắc lâu lắm hả cô? Trời ơi, chắc lâu ra không có được. À, tại vì nước nó chảy mạnh quá ha. Không có lôi được. Rồi nước cạn nè, nước đứng ha. Mấy ra được. Trời ơi. Sợ kéo quá sợ đứt cổng. Cũng như là mình mà kéo mạnh quá. Kéo quá sợ đứt làm hai. Trời ơi trời. Đứt à, biết không? Thấy ghê vậy. Rồi mới để cho nước đứng này nè. Rồi mới. Vậy là thời gian chắc cũng lâu ha. Lâu. Tôi đổ 7 giờ nè, mà tới 9 10 giờ là lâu bực nào. Tại vì nước nó chảy mạnh quá là mình thật cuốn được. Tôi đi vô ra xuống dưới tôi không dám vô. Là người ta nói, tôi nói nha, rồi tôi hỏi người ta nói nha, cũng như người ta vô cho tôi á, nói yeah. Tao mặt mày á, tại mấy lâu quá rồi. Ồ, ý là cái thằng nó giọt lên đó mà kêu liền đó mà cứu không được đó. Trời ơi. Là chết bại á, nó gọi tại vì nó cứu. Tại vì nước nó chảy mạnh lắm. Ừ. Ghê hả? Sao biết vậy? Tại vì thấy cái cờ. Con thấy cái cờ kìa. Ghê trời. Không biết tổng năm mấy tuổi hả? Tôi biết là bà tuổi sủ là 52 tuổi, chắc là bà ổng chắc cỡ 54 tuổi à, tuổi nội hay gì á. Dạ. Ghê ha. Làm mà mình bất cẩn cái là mình qua đời hết luôn. Vậy là tôi biết sao không, có mua cái ống cái máy thở rồi. À. Tại sao mà không làm? Chắc giữ ngưng. Khiến hay cô? Chắc khiến. Thôi chứ vậy ai cũng nói cái gì mà sao mà
mà chết, cái gì mà hút vô mạnh dữ vậy trời. À. Ừ. Không, nhưng mà cái mương tâm lớn hay gì á. Cái mương bự á là cái ông bọng của nó hút mạnh dữ lắm. Ao cá là lớn lắm mà. À phải rồi. Ừ, cái ao cá ngoài này nè, nhưng mà là bây giờ dòm thấy nha. À. Là phía ngoài lại có cái đó. À. Phía ngoài á. Phía ngoài sông ngoài lớn quá á, chứ không phải phía đó. Ghê trời. Bởi vì kéo ra đó. Kéo ra mà sợ đứt hả? Ừ, kéo ra sợ đứt chứ sao? Tại vì kéo ổng ra mà sợ đứt ổng làm hai á. Đúng rồi. Ghê trời. Sợ đứt đứt á. À. Rồi mấy nước hơi đứng đứng này nè, rồi mới được đó. Đó là lên là vô nhà là 10 giờ đó, tôi coi là 10 giờ đó. Dạ, ghê trời. Tôi ngủ chắc hồi 7 8 giờ này nè. Là ổng làm đó. Dạ. Sáng là tôi đi thể dục. Là ổng chở mấy cái phi, tôi hỏi anh này cái phi gì vậy, anh nói là cũng như cái phi đó là cái phi cơm gụ. À. Anh đem ra ngoài rồi trộn cho cá ăn hay gì mình không có biết. Dạ. Yeah. À. Vậy là giấc sáng cô còn gặp ổng. Gặp ổng mà ổng chạy 2-3 chuyến lận, ổng chở cái thùng phi đó đó. Trời. 2-3 chuyến lận chứ không phải một chuyến, trời gặp 2-3 lần vậy. Trời ơi. Ừ. Gặp vậy là một khoảng chừng 1-2 tiếng sau là nghe ổng đã chết. Không có, tôi giấc giờ tôi chưa có hay. Trời, trên 8-9 giờ thằng trai tôi điện gì à. À. Nó nói mẹ ơi mẹ, nghe mà ông Tấn Thiên ổng bị bọc hút hay lại gì á. À. Ừ, tôi nói trời ơi tao đâu có hay đâu rồi Tấn Thiên ổng hay mờ. Sáng nay em thấy ổng chở phi đồ nãy kia mờ. Yeah. Rồi cái nó tắt máy. Dạ. Tắt máy rồi tôi mới đi xuống dưới. Trời ơi tôi nói xe đặt lư hết trơn. Trời ơi. Xe không đa đặt lư hết trơn. Tôi nói trời ơi chết rồi. Phải chi mình không thấy xe là không có chuyện gì phải không. Dạ. Còn cái này xe đặt lư hết trơn. Cái hỏi giận thiệt. Hỏi thiệt trời thiệt. Mà nó nói là sắp chết rồi á. Chị ơi à, chị Tám đang ra ngoài á. Mà bà xỉu không chạy bà xỉu. Ủa vậy là ngày hôm qua chắc công an đâu ra rồi. Ngoài đó chắc nhiều lắm hả cô. Chắc có ra nghe nói vậy thôi chứ mình không có để ý. Yeah. Ừ, nghe nói là có ra chắc điều tra. Cũng như người ta hỏi rồi sao rồi nãy kia đó. Đúng rồi. Ừ, hỏi không phải mới biết chứ trong này mình không có biết. Đúng rồi. Ừ, ra ngoài hỏi điều tra ngoài mới biết. Mổ xẻ ai cho mổ xẻ. Ai cho cái đó là mình gặp một cái tai nạn mà. Tai nạn thôi mà cũng như là điều tra ngoài thôi. Vụ gì á. Dạ. Điều tra thôi. Đúng rồi. Không có gì đâu. Mà nhưng mà ủa vậy là cái mương bển giờ người ta đang ấy lưới gì bển đó con? Lưới cái gì đó? Đang kéo cá là gì đang vét hầm hay gì á. Mà mình thấy nó đang ấy lưới xuống mương ha. Không biết. Như vậy là ổng gài kéo cá rồi ổng cho tôi con cá kìa. Cũng 2-3 bữa gài, nhắc ba bữa rồi à. Con cá tại vì kéo cá không phải á. Dạ. Ổng đem con ngựng con vậy đó. À. Rồi ổng cho anh này con bự quá, cái anh này nói thôi Dũng Tám ơi tôi cho con cá nhỏ nhỏ thôi. Dạ. Chứ đừng cho cá bự ăn không có hết. Dạ. Thì mới mấy bữa gài à. Ghê trời. Tao nói thiệt chứ tôi nói với bà hoài à. Tôi nói thôi cô Tám ơi, à đâu có nghèo khổ gì đâu, thôi cho kêu ông nghỉ đi. À. Đâu có nghèo khổ gì, con đi mà con đi Nhật. Trời ơi. Con đi Nhật. Dạo gì hả? Về là về hồi hôm rồi đó. À. Nó đang ở trên máy bay đó mà giờ không biết về tới nhà chưa, hồi sáng trời ơi, chưa tới. Con đi Nhật giàu chết mà vậy mà đi qua mương cá nó làm. Trời đi trước cái hồi con đi lận. Ủa ông làm bên ngày nhiêu? Không biết ngày nhiêu, không biết, không có hỏi, mình đâu có hỏi người ta nha, tháng nhiêu ha, ngày nhiêu mình cũng không biết. Yeah. Ờ, con đi Nhật mà trước cái ngày ông đi lận, trước cái ngày qua bển lận. Yeah. Mới, ông đi xa, con đi xa mấy năm nay rồi, bây giờ đã, hồi xưa, hồi chuyện qua á, là tôi hỏi đăng lên máy bay về đó. Yeah. Mà từ ở bển về đây không biết, tôi nghe nói 6 tiếng mà sao nó nắng. Chắc 6 tiếng rồi thôi. Là 6 tiếng à, mà bà Hai Phương mới nói 8 tiếng là cũng như thằng Dũng nhận đồ xuống. Bà Hai Phương mới nói con bà đi là 8 tiếng, tôi nói là 5-6 tiếng à, tại vì tôi có đi, Mỹ. Yeah. Đi Mỹ mà ghé Nhật á. Yeah. Ở đó mấy tiếng hồ mới đi ngồi trong suốt. Không có đi ăn ao một rồi. Ủa là vợ của anh đó hả? Ừ.
Dạ, 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 đó là ngồi ôm đỡ mặt ra hôn ngồi đẩy lại rồi dở tay chân trời kể lễ thôi sống không nổi chứ tự nhiên đùng ra cái đi chết vậy không ai không sống. Có hai đứa con mà đứa con còn ngoài Nhật chưa về. Ê, thằng Hiếu chắc chưa hai bữa nó tới mày mời gì à mời tới vậy là hay đó đi liền đó. Ờ thằng Hoài chi mấy người con hai đứa à đứa còn ngoài Nhật đứa ở thành phố mới về nhỉ. Ờ sao vậy là con trai được. Gái hai trai hai thằng trai không về được ngoài Nhật hay gì được được. Ủa cô nhưng mà cái chú đó là chú đi làm thuê cho người ta hay sao? Đi làm thuê. À. Mày quay YouTube nè. Phải không? Thằng Út. Quay đi chơi nhất xong mà tính lại hỏi bà. Ông nghe chưa? Kỳ á. Ủa đi dân lưới mà bộ con không nghe chưa? Mình nghe nói bên đây có một người bị ông hút á. Ừ. Ở đâu? Nghe chỗ cái đầu ông mấy ngoài. Chính nè. Ừ, đầu tiên đụng lại thuốc đó là dâu chết đi. Nghe người ta cởi mấy người kia cởi là hai ba ông gì đó. Ừ. Xuống giả nắp bận lên đặng rồi. Cho nút vô gì đó. Lớn lớn chút anh. Nít hả? Nghe nói là hai ba người gì đó giả nắp bận lên. Ừ. Rồi ba người bốn người gì đó mà trong đó có cái tiền gì đó lặng nữa. Dở nó bọng lên sao không biết mà nước nó hút vô ghê à. Ừ nước hút vô rồi sao cũng như là cái lượng nước mạnh quá là nó hút vô cái mương cá dồ ha. Ừ ừ cái hồ cái hàm cá cha hàm cá cha hàm bự là mấy con bọng đó bự không chú. Cái hồ này nè cái ông bọng với bạn bự chứ bự nổi đâu cỡ cái bạn á. Ừ. Ghê vậy ta. Rồi khi mà dở cái tấm bạc lên phải không rồi nước nó mới bị trời nó bị vô rồi dính vô chổng luôn dính chổng luôn. Nghe nói có cái cô kia cũng kể là nghe nói có một ông kia ông lại ông tính kéo ông nọ ra mà dù chết mà không dám đợi rồi nó hút vô luôn á sợ ông kia mới nãy thì cũng dám dính vô luôn á ông về mà tại vì à, ông... cái sức mà cái ông bọng bự cũ nó hút dữ lắm hả chú. Ờ nó hút nguyên cái hột cá về ngồi đi. Ờ đây lượng mẹ ướt nhẹp hết trơn rồi chú và biết cậu em chú tiên không tiên con tôm rồi đó hả tiên con tôm đó tiên hả ờ tiên con tôm biết rồi tiên con hay mai hiểu không à, con có ông gì là năm tâm rồi không biết con ai nhưng mà ổng mềm khô hà đó giờ ổng không khô. Nhưng mà là cũng như là cái hai người đi dở cái bọng nó lên là hai người đó là đi ba bốn người lặn đi làm mướn ha. Hồi nãy cái cô kia nói là ba người lắm rồi á là nãy cái cô kia kể là ba bốn ông xuống dở cái nắp bọng thay nước đặng người ta kéo cá hay vậy á à. Rồi không biết sao mà nước nó còn hút vô đó rồi nó bị dính cái lưng ổng vô trọng rồi cái ngập thở không thật. Không vậy là người đàn ông đó là có bị hút vô cái ống bọng luôn không anh hay là vô cái cá vô cái ao cá luôn không nếu mà nghĩ như cái ông đó qua đời là chắc cú là bị hút vô cái mặt bọng ở ngoài mặt bọng nó sẽ có một tấm sắt à cái tấm sắt cản lại ha cản bảo vệ á như ra vô cái màn bảo vệ mà biết rồi vậy là chỉ là không có vô cái ống bọng mà chỉ là nằm ở ngoài cái dĩ sắt mà cản ống bọng lại ha. Ghê ha. Rồi ông kia ông lại ông phụ ông kéo làm sao mà ông nói chút xíu nó cũng no xương rồi. Cái số người ta nó đến cái lúc nó phải mới lúc sáng xong là tự nhiên nó mất người. Chạy được mẹ không? Đây chạy.
Thì mà các bạn ơi, thì hồi sớm giờ đó bạn thì Tí La Cà Lâm bạn thì cũng có quay vòng xem, thì một người đàn ông thì cũng nghe nói là lặn xuống cái ống bọng, thì cái ống bọng đã hút người đàn ông đó vào, người đàn ông đó qua đời tại dưới cái ống bọng luôn nha. Thì quay hồi sớm giờ đó bạn thì những người dân ở đây người ta cũng kể cũng rất là nhiều rồi đó các bạn. Thì thôi giờ Tí La Cà Lâm kết thúc video ở đây luôn các bạn ơi. Thì mình cũng mong các bạn hãy ủng hộ cho Tí La Cà Lâm, bạn hãy cho Tí La Cà Lâm một cái chia sẻ và một cái đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất từ Tí La Cà Lâm luôn các bạn ơi. Giờ Tí La Cà Lâm bye bye các bạn nha. Bye bye.